yêu bản thân thôi chưa đủ, yêu bản thân đúng cách thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy là bản thân mình yếu kém, thua thiệt. Bạn có thật sự yêu bản thân mình? Đây là một câu hỏi Trâm nghĩ là khó có câu trả lời. Đối với một số người thì người ta nghĩ là yêu bản thân mình đó chính là mua một món hàng thật là đắt đỏ cho bản thân, đi du lịch, tiêu xài, mua sắm nhiều hơn. Nhưng với Trâm thì yêu thương bản thân chính là quá trình chấp nhận bản thân mình, là yêu thương con người thật bên trong mình. Vốn dĩ trong cuộc sống này chúng ta là những cá thể khác biệt. Đừng có vội buồn vì chúng ta quá là khác biệt so với những người còn lại. Đa phần thì chúng ta đều nghĩ là tại sao mình không giống người này, người kia. Mình có cách cư xử hoặc là có những cái phản ứng không giống với những người này, người kia. Tại sao họ có nhiều bạn hơn mình? Tại sao họ dễ dàng kết bạn hơn mình? Thật ra chúng ta sống là sống cho chính bản thân mình, chúng ta phải chấp nhận sự khác biệt, vì chính sự khác biệt mới làm nên con người của chúng ta. Hãy thử tưởng tượng là thế giới chúng ta tất cả mọi người đều yêu màu đen, thế thì ai trong số đó sẽ là bạn nếu như bạn cũng mặc áo màu đen giống như họ? Chính vì vậy nên Trâm mới lựa chọn là yêu đi sự khác biệt của mình. Trâm sinh ra với một nhóm tính cách là khá là sôi động, thậm chí là nhiều khi nói trước khi mà mình suy nghĩ luôn. Đôi khi trong quá khứ Trâm nghĩ mình là khá là sống vội, không có được điềm tĩnh như mọi người. Trâm học cái cách sống điềm tĩnh hơn. Nhưng rồi sau này Trâm mới hiểu được một điều là chính những cái cá tính sôi nổi đó, trong những cái cuộc vui có quá nhiều người trầm tĩnh, thì mình giúp cho họ khơi nguồn cái câu chuyện, khơi nguồn cái buổi nói chuyện ngày hôm đó. Có thể trong mắt của các bạn là khác biệt nó rất là xấu, nhưng trong mắt Trâm thì sự khác biệt nó mới làm cho thế giới này muôn màu. Thay vì bạn cảm thấy buồn với những cái khuyết điểm của mình, với những cái gì mà mình không giống với người khác, thì Trâm có thể dùng một cái từ này nó có thể là chính xác hơn đối với bạn, đó chính là hãy cảm nhận bản thân mình đặc biệt hơn với những người khác. Chính những cái sự đặc biệt này làm cho thế giới của chúng ta muôn màu. Người này yêu người kia hơn, tôn trọng người kia hơn bởi những cái điểm khác biệt, những cái điểm đặc biệt đó. Không biết là các bạn có giống Trâm hay không, nhưng trước đây Trâm là người thường xuyên phàn nàn về những điểm yếu của mình. Những khi Trâm soi gương thấy cơ thể mình sao mà nó quá là nhiều mỡ, rồi nó bị thừa cân, rồi cái cách mình nói chuyện, cái cách mình ứng xử luôn làm cho Trâm không cảm thấy vui, không cảm thấy tự tin, tự hào gì cả. Nhưng khi mà Trâm học được cái cách yêu thương bản thân mình đúng cách, thì Trâm mới phát hiện ra là mình cũng có những điểm mạnh. Thật ra con người ta tồn tại luôn có hai mặt, điểm mạnh và cả điểm yếu. Chỉ là chúng ta muốn thấy cái phương diện nào trong cái con người của chúng ta mà thôi. Thực sự là như vậy. Có một vài quan điểm rằng là nếu như mà chúng ta không có điểm yếu, chúng ta bỏ qua những cái điểm yếu đó, thì làm sao mà chúng ta có động lực để thay đổi bản thân mình. Nhưng đó không phải là cách để các bạn yêu bản thân mình. Yêu bản thân mình đó chính là tôn trọng, yêu thương những điểm mạnh của mình, bảo vệ những điểm yếu của mình bằng cách là chấp nhận sự tồn tại của nó và thay đổi nó, giúp cho mình tốt hơn. Thực sự ra đối với bạn có thể đó là điểm yếu, nhưng trong một vài tình huống, trong một vài sự kiện thì đôi khi điểm yếu đó nó lại trở thành điểm mạnh. Ví dụ như là trong một nhóm tính cách tình cảm, trước đây Trâm xử sự khá là cảm tính, giải quyết những tình huống dựa theo cảm xúc của bản thân. Nhưng khi mà hiểu được bản thân mình, đó cũng là một cái điểm mạnh. Bởi trong một vài trường hợp thì khi mà sử dụng phương pháp giải quyết bằng tình cảm thì nó lại đưa đến những kết quả rất là tuyệt vời.
Thế nên mới nói yêu thương con người mình đó chính là chấp nhận điểm mạnh để cảm thấy hạnh phúc hơn. Và ghi nhận sự tồn tại của điểm yếu để chúng ta có thể kiểm soát, vượt qua chúng, tạo động lực cho bản thân mình. Và có một cái điểm như thế này, hãy để ý thương là những người có tính tự mãn, luôn cáu gắt, cũng như là sẵn sàng bật lại khi một ai đó nêu ra một khuyết điểm của mình. Đó là cách mà họ bảo vệ khuyết điểm, bảo vệ bản thân mình. Nhưng đó không phải là cách họ yêu thương bản thân mình. Cuộc sống càng hiện đại thì con người ta càng áp lực và cảm thấy căng thẳng, lo âu nhiều hơn. Nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ rằng là có phải là khi mà mình lo âu, mình căng thẳng, đó là lúc mà mình không kiểm soát được sự việc. Rõ ràng, nếu như bạn kiểm soát được sự việc, kiểm soát được tình huống đó, kiểm soát được mọi vấn đề, giải quyết được nó thì bạn sẽ không còn lo âu, cũng không còn quá nhiều lo lắng stress về nó. Và những gì chúng ta cần làm đó chính là hãy phân loại ra những việc mà chúng ta thực sự là nên lo lắng và những việc thực sự không cần mà chúng ta phải lo lắng, bởi nó là hiển nhiên. Những việc nào chúng ta có thể giải quyết được ngay trong tầm kiểm soát của mình và những việc nào không thuộc tầm kiểm soát của mình. Để có những trải nghiệm về cảm xúc tích cực thì thường trong luôn phân loại những việc mà trong kiểm soát được, thực hiện được, giải quyết được và những công việc nó ngoài tầm với của Trâm. Đối với những việc ngoài tầm với, Trâm sẽ để đó trong một tình huống khác, có thể có thêm thông tin, có thể có thêm những cái dữ liệu khác, Trâm sẽ có thể giải quyết được nó. Nhưng hiện tại với những việc Trâm có thể làm liền, mình có thể bắt tay vào làm được ngay, kiểm soát được ngay, thì Trâm sẽ thực hiện được những cái giải pháp đó. Khi mà bắt tay vào làm một vài công việc mà mình có thể làm được ngay thì số lượng công việc nó sẽ giảm đi. Dĩ nhiên là lúc đó cảm xúc của Trâm nó sẽ thăng hoa và sẽ có nhiều giải pháp hơn cho những cái tình huống, những vấn đề khác. Đó là cách Trâm chọn để có thể giải quyết được những mớ bồng bông trong cuộc sống của mình. Một điều mà làm cho chúng ta ít yêu thương bản thân mình hơn đó chính là quá tập trung vào kết quả. Thật ra Trâm không phản đối việc mà chúng ta nhìn vào kết quả, nhưng song song với kết quả chúng ta còn có một loạt những quá trình. Để đi đến một kết quả như chúng ta mong đợi thì chúng ta cần có một cái quá trình dài, thực hiện những công việc riêng lẻ, nhỏ liên tục để có được cái kết quả lớn đó. Và dĩ nhiên, cái quá trình thực hiện những việc nhỏ đó khá là dài. Thế thì tại sao chúng ta lại phải cứ đợi đến có kết quả rồi mới bắt đầu tận hưởng những niềm vui đó? Trong khi chúng ta có một cái khoảng thời gian rất là dài gắn bó với quá trình của mình thì chúng ta không cảm thấy hạnh phúc vì nó. Trong có một cái lựa chọn đó chính là tận hưởng quá trình ngay trước khi chưa có kết quả. Rồi khi có kết quả thì chúng ta lại tiếp tục tận hưởng nó. Mỗi công việc trên đoạn đường chúng ta hình thành nên quá trình đó lại là một động lực giúp ta có thể đi đến cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Chính vì vậy, hãy yêu thương quá trình, đồng hành cùng quá trình trước khi mà kết quả đến với chúng ta. Có một cái cách nữa cũng rất hay để yêu thương bản thân và hình thành nên tư duy tích cực cho cuộc sống của mình, đó chính là gửi lời cảm ơn, gửi lòng biết ơn đến một ai đó. Thật vậy, khi mà bạn gửi lời cảm ơn đến một ai đó, nghĩa là lúc đó bạn phải tư duy về những việc mà họ đã làm cho bạn. Họ đã mang đến cho bạn những niềm vui, những công việc, những cái điều mà bạn mong muốn, và bạn biết ơn về những điều đó. Chính những lúc mà bạn nghĩ về những hành động như thế này cũng là lúc mà bạn cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Mỗi lần mà gửi một lời cảm ơn đến một ai đó, Trâm cảm thấy là bản thân mình vui hơn, hạnh phúc hơn, tươi mới hơn. Trâm yêu thương bản thân mình, cảm ơn bản thân mình, biết ơn bản thân mình vì khoảng thời gian vừa qua Trâm đã cố gắng nỗ lực như thế nào. Trâm biết ơn những đồng đội của Trâm đã hỗ trợ Trâm trong công việc kinh doanh nhiều như thế nào, và đặc biệt là Trâm
cảm ơn gia đình, cảm ơn cái người mà đã đồng hành cùng với Trâm suốt những năm tháng vừa qua. Nghe Trâm than vãn, nghe Trâm hằn học, nghe Trâm khó chịu mà cũng không có một lời oán than. Chính vì vậy, hãy gửi lời cảm ơn, hãy viết một cái lời cảm ơn lòng biết ơn để cuộc sống của chúng ta có thêm nhiều niềm vui hơn. Yêu bản thân thôi chưa đủ, yêu bản thân đúng cách thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy là bản thân mình yếu kém, thua thiệt. Yêu bản thân đúng cách sẽ giúp cho chúng ta hiểu được bản thân mình muốn gì và trân trọng bản thân mình hơn. Và mỗi ngày của các bạn sẽ trở nên tích cực hơn, cuộc sống của các bạn sẽ hạnh phúc hơn.